Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi-thiên 147. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi. Đức Giê-hô-va xây cất Jerusalem. Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của Israel, chữa lành người có lòng đau thương và bó vít của họ. Ngài đếm số các vì sao, gọi từng tên hết thảy các vì ấy. Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể, sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường, đánh đổ kẻ ác xuống đất. Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, gảy đờn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Ngài bao các tầng trời bằng mây, sắm sửa mưa cho đất, làm cho cỏ mọc trên núi, ban đồ ăn cho thú vật và cho quạ con kêu rêu. Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa, cũng không thích chân của loài người. Bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài. Hỡi Jerusalem, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ở Si-ôn hãy ca tụng Đức Chúa Trời ngươi. Vì Ngài đã làm cho then cửa ngươi nên vững chắc, ban phước cho con cái ngươi ở giữa ngươi. Ngài giáng bình an trong bờ cõi ngươi, làm cho ngươi được đầy dẫy lúa miếng tốt nhất. Ngài ra lệnh mình trên đất, lời của Ngài chạy rất mau. Ngài cho mưa tuyết như lông chiên, rải sương móc trắng khác nào tro. Ngài ném giá từng miếng, ai chịu nổi được sự lạnh lẽo của Ngài. Ngài ra định làm cho tuyết giá tan ra, khiến gió thổi nước bèn chảy. Ngài truyền lời mình cho Gia-cốp, luật lệ và mạng lệnh mình cho Israel. Ngài chẳng hề làm như vậy cho dân nào khác, chúng nó không có biết mạng lệnh của Ngài. Hallelujah. Chương 2. Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Này, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình. Chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Chương 3. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như dóc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình giường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhượng. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả. Trái lại, phải chúc phước. Ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Và ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dạo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đói trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Nhưng mặt Chúa sấp lại, nghịch với kẻ làm ác. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm giữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí, nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Và Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình, thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có 8 người. Phép báp têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời. Bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài. Chương 8. Cuối 20 năm, sau khi Sa-lô-môn đã xây cất xong cái đền của Đức Giê-hô-va và cái cung mình, thì Sa-lô-môn cũng sửa xây lại các thành mà vua Hu-ram đã nhường cho người và khiến cho dân Israel ở đó. Sa-lô-môn đi đến đánh Ha-mát-sô-ba và thắng được. Người xây thành Tát Mốt trong đồng vắng và xây các thành dùng làm kho tàng tại xứ Ha-mát. Người cũng xây Bết-hô-rôn trên và Bết-hô-rôn dưới, là những thành bền vững, có vách tường, cửa và then khóa. Lại xây thành Ba Lát và các thành làm kho tàng của Sa-lô-môn, các thành để chứa xe và các thành cho lính kỵ người ở. Phàm điều gì Sa-lô-môn ước ao xây cất hoặc tại Giê-ru-sa-lem trên Li-ban hay là trong khắp xứ phục dưới quyền người thì đều xây cất cả. Hết thảy những người còn sống sót lại trong dân Hê-tít, dân Amorit, dân Pherezit, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít không thuộc về Israel, tức là những con cháu chúng nó hãy còn lại trong xứ mà dân Israel không diệt hết, thì trong chúng nó Sa-lô-môn bắt kẻ làm sâu cho đến ngày nay. Nhưng về dân Israel, Sa-lô-môn không bắt ai làm sâu hết, vì họ làm quân lính, quan tướng, quan cai xe và lính kỵ của người. Còn về quan trưởng của Sa-lô-môn đặt lên để quản đốc dân sự làm công việc, số là 250 người. Sa-lô-môn sai rước công chúa Pharaon ở thành David lên cung mà người đã cất cho nàng, vì người nói rằng: vợ ta chẳng nên ở trong cung David vua Israel, vì nơi nào hòm của Đức Giê-hô-va đến thì đã nên thánh rồi. Bây giờ Sa-lô-môn dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của Giê-hô-va mà người đã xây trước hiên cửa. Lại tùy theo lệ luật của Môi-se, người dân mỗi ngày của lễ phải dâng cùng trong các ngày Sa-bát, ngày mùng 1 và hàng năm, nhằm 3 lễ trọng thể, tức lễ bánh không men, lễ các tuần lễ và lễ lều tạm. Tùy theo lệnh truyền của David cha mình, người phân định ban thứ của những thầy tế lễ trong phần việc họ và lập người Lê-vi trong chức sự họ, đặng ngợi khen Chúa và hầu việc tại trước mặt những thầy tế lễ, cứ công việc ngày nào theo ngày nấy. Tại mỗi cửa cũng đặt kẻ giữ cửa, cứ theo phiên mình, vì David, người của Đức Chúa Trời, đã truyền lệnh như vậy. Phàm điều gì vua đã phán dạy những thầy tế lễ và người Lê-vi, hoặc về kho tàng hay là về việc khác, thì họ chẳng bỏ bê chút nào. Vả, các tài liệu mà Sa-lô-môn dùng về việc cất đền của Đức Giê-hô-va đều đã sắm sửa từ ngày đặt nền cho đến khi công việc xong. Đền của Đức Giê-hô-va đã cất xong là như vậy. Khi ấy, Sa-lô-môn đi đến Ê-si-ôn-ghe-be và Ê-lốt tại trên mé biển trong xứ Ê-đôm. Hu-ram bởi tay các tôi tớ mình gửi đến cho người những tàu và các thủy thủ thạo nghề đi biển. Chúng đi với các tôi tớ của Sa-lô-môn đến Ô-phia, lấy tại đó 450 ta lân vàng và trở về cho vua Sa-lô-môn. Chương 9. Khi nữ vương nước Sê-ba nghe đồn danh tiếng của Sa-lô-môn, bèn đi đến Giê-ru-sa-lem, lấy những câu đố mà thử người. Bà có hầu hạ theo rất đông, có những lạc đà chở thuốc thơm, rất nhiều vàng và đá quý. Bà đến cùng Sa-lô-môn, nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Sa-lô-môn đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho Sa-lô-môn mà người không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sê-ba thấy sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, cung điện người đã xây cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa các tôi tớ, thứ tự công việc của các quan và đồ mặc của họ, các quan chước tửu và áo sống của họ, cùng các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va, thì mất vía, bèn nói với vua rằng: điều tôi nghe nói trong xứ tôi về các lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này, thì tôi chẳng tin lời họ. Và kìa, người ta chẳng thuật cho tôi nghe đến phân nửa sự khôn ngoan lớn lao của vua, vua thật trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Các quần thần của vua thật có phước thay. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe được sự khôn ngoan của vua, thật có phước thay. Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài vui thích vua, đặt vua ngồi trên ngôi của Ngài, đặng làm vua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua. Bởi vì Đức Chúa Trời của vua yêu mến Israel, đặng làm cho chúng vững bền đến đời đời, nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng, để làm theo sự ngay thẳng và sự công bình. Đoạn, bà dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng đá quý. Chẳng hề có thuốc thơm nào giống như thuốc thơm của nữ vương nước Sê-ba dâng cho vua Sa-lô-môn. Các tôi tớ của Hu-ram và tôi tớ của Sa-lô-môn từ Ô-phia chở vàng đến, cũng có chở về gỗ bạch đàn hương và đá quý. Vua dùng gỗ bạch đàn hương ấy mà làm cái thang trong đền của Đức Giê-hô-va và trong cung điện vua, cùng những đờn cầm đờn sắt cho con hát. Trước khi trong nước Giu-đa, người ta chẳng hề thấy có giống như vậy. Vua Sa-lô-môn tặng cho nữ vương nước Sê-ba mọi đồ bà ước ao và xin, gấp nhiều hơn đồ bà đã đem dâng cho vua. Đoạn, bà và các đầy tớ bà trở về xứ mình. Vàng mà vua Sa-lô-môn nhận được mỗi năm cân đến 670 ta lân, không kể vàng mà các nhà buôn bán, kẻ buôn bán dòng đem vào, cùng vàng và bạc mà các vua Arabi và quan tổng trấn của xứ đem nộp cho Sa-lô-môn. Sa-lô-môn làm 200 cái khiên lớn bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 600 siết lơ vàng đánh giác, và 300 cái khiên nhỏ bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 300 siết lơ vàng. Đoạn, vua để các khiên ấy nơi cung rừng Li-ban. Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà và bọc vàng ròng. Cái ngai có 6 nấc lên và một cái bệ bằng vàng liền với cái ngai, cũng có thanh nâng tay bên này và bên kia của chỗ ngồi. Gần thanh nâng tay có 2 con sư tử. Lại có 12 con sư tử đứng trên 6 nấc bên hữu và bên tả. Chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy. Các đồ dùng để uống của vua Sa-lô-môn đều bằng vàng, và những khí dụng của cung rừng Li-ban cũng đều bằng vàng ròng. Trong đời Sa-lô-môn chẳng kể bạc ra gì, vì vua có đoàn tàu vượt sang Tareshi với các tôi tớ của Hiram. Mỗi 3 năm một lần, đoàn tàu Tareshi chở đến vàng, bạc, ngà voi, con khỉ và con công. Ấy vậy, vua Sa-lô-môn trỗi hơn các vua trên đất về sự khôn ngoan. Các vua trên đất đều cầu thấy mặt Sa-lô-môn, đặng nghe sự khôn ngoan của người mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người. Cứ hàng năm, theo lệ định, chúng đều đem đến vật mình tiến cống, nào những khí dụng bằng bạc, bằng vàng, nào áo sống, binh khí, nào thuốc thơm, ngựa và la. Vua Sa-lô-môn có được 4.000 tàu ngựa và xe, cùng 1.200 lính kỵ, để trong các thành chứa xe và gần bên vua tại Giê-ru-sa-lem. Người quản trị trên các vua từ sông Cái cho đến xứ Phi-li-tin và cho đến bờ cõi Ai-díp-tô. Tại Giê-ru-sa-lem, vua làm cho bạc ra thường như đá sỏi và cây bá hương nhiều như cây sung mọc ở nơi đồng bằng. Có người đem cho Sa-lô-môn những ngựa từ xứ Ai-díp-tô và từ các nước mà đến. Các công việc khác của Sa-lô-môn làm từ đầu đến cuối đều chép trong sách truyện Na-than là đấng tiên tri, và trong sách tiên tri của Ahia người Shilo, cùng trong sách dị tượng của Giê-đô đấng tiên kiến luận về việc Jeroboam con trai của Nebat. Sa-lô-môn trị vì trên cả Israel trong 40 năm tại Jerusalem. Sa-lô-môn an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành của David là cha người. Roboam con trai người cai trị thế cho người. Chương 10. Roboam đi đến Sichem, vì cả Israel đều đã tới Sichem đặng tôn người làm vua. Khi Jeroboam con trai Nebat hay điều đó, thì còn ở Ai-díp-tô, là nơi người đã trốn để thoát khỏi mặt Sa-lô-môn. Người bèn từ Ai-díp-tô trở về. Người ta sai kẻ đi gọi người về. Đoạn, Jeroboam và cả Israel đều đến tâu với Roboam rằng: thân phụ vua đã gán ách nặng cho chúng tôi, Vậy bây giờ, hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc này và cái ách nặng nề mà thân phụ vua đã gán trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục sự vua. Người đáp với chúng rằng, khỏi 3 ngày, các ngươi hãy trở lại cùng ta. Dân sự bèn lui về. Vua Roboam bàn nghị cùng các trưởng lão đã chầu trước mặt Sa-lô-môn cha người, trong lúc Sa-lô-môn còn sống mà rằng, các ngươi bàn luận cho ta phải trả lời với dân sự này làm sao. Các trưởng lão thưa lại với vua rằng, nếu vua đãi dân sự này tử tế, ăn ở vui lòng cùng chúng nó, và lấy lời hiền lành nói với chúng nó, ắt chúng nó sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi. Song Roboam chẳng theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình, bèn hội nghị với các người trai trẻ đã đồng sinh trưởng với mình và chầu trước mặt mình mà rằng, dân sự này đã tâu với ta rằng, hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi. Vậy các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với chúng nó làm sao. Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người thưa rằng, dân sự đã thưa với vua rằng, thân phụ vua khiến cho ách chúng tôi nặng nề, vua hãy làm cho nó ra nhẹ. Vua phải đáp lại cùng chúng như vậy: ngón tay út ta lớn hơn lưng của cha ta. Vậy bây giờ, cha ta đã gán một cái ách nặng trên các ngươi, ắt ta sẽ làm cho ách các ngươi thêm nặng hơn. Cha ta đã sửa phạt các ngươi bằng roi, còn ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. Ngày thứ 3, Jeroboam và cả dân sự đều đến cùng Roboam y như vua đã biểu rằng, hãy trở lại cùng ta trong ngày thứ 3. Vua Roboam đáp với dân sự cách sẵn sớm, bỏ mưu của các trưởng lão đã bàn, theo lời bàn của những kẻ trai trẻ và đáp cùng chúng rằng, cha ta khiến cho ách các ngươi nặng nề, ta sẽ làm cho ách các ngươi thêm nặng hơn. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. Như vậy, vua không nghe lời dân sự, vì ấy là bởi Đức Chúa Trời dẫn đến, hầu cho Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời của Ngài đã nhờ Ahija, người Silo, mà phán cùng Jeroboam, con trai của Nebat. Khi cả Israel thấy vua không nghe lời họ, bèn đáp cùng người mà rằng, chúng ta có phần gì với David? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp gì với con trai Isai. Hỡi Israel, mỗi người hãy trở về trại mình đi. Ở David, từ rày khá coi chừng nhà của ngươi. Cả Israel bèn trở về trại mình. Nhưng còn dân Israel ở tại các thành Juda thì Roboam cai trị trên chúng. Bấy giờ vua Roboam sai Hadoram là người cai quản việc công thuế đến cùng dân Israel. Song dân Israel ném đá người thì người chết. Vua Roboam lật đật lên xe trốn về Jerusalem. Ấy vậy, Israel phản nghịch cùng nhà David cho đến ngày nay. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.